Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã tới với chương trình khuyến mại quà tặng chuẩn Mỹ dành cho các khách hàng đã mua và kích hoạt bảo hành sản phẩm của Aerosmith từ ngày 7 tháng 7 tới ngày 20 tháng 7 năm 2017. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình khuyến mại quà tặng chuẩn Mỹ do công ty Aerosmith Việt Nam tổ chức từ ngày 12 tháng 5 năm 2017 đến hết ngày 10 tháng 8 năm 2017. Với tổng giá trị giải thưởng lên tới 2,7 tỷ đồng, cùng với đó là rất nhiều các ưu đãi nhân đôi dành cho tất cả các khách hàng. Ngoài việc được nhận ngay một bộ cốc thủy tinh cao cấp nhập khẩu từ châu Âu, thì khi mua hàng, các khách hàng còn có cơ hội nhận được những giải thưởng vô cùng giá trị tới chương trình qua chương trình quay số may mắn được chúng tôi tổ chức 2 tuần trên một lần. Và chúng ta đã cùng nhau trải qua hơn một nửa hành trình của chương trình quà tặng chuẩn Mỹ với rất là nhiều những cảm xúc hồi hộp và cả hân hoan trên đường hành trình tìm từ những khách hàng may mắn có cơ hội nhận được những bộ quà tặng chuẩn Mỹ của chúng tôi. Và ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục hành trình đó để mang thêm tới nhiều niềm vui hơn nữa dành cho tất cả khách hàng đã yêu và sử dụng các sản phẩm của Aerosmith Việt Nam. Và chúng ta sẽ cùng nhau điểm lại những phần quà vô cùng hấp dẫn mà chương trình sẽ gửi tặng tới quý vị và các bạn trong chương trình khuyến mại quà tặng chuẩn Mỹ. Giải nhất của chương trình đó là một chiếc điện thoại iPhone 7 Plus màu đỏ trị giá 25 triệu đồng. Giải nhì của chương trình là một máy lọc không khí Aerosmith cao cấp trị giá 18 triệu 600 ngàn đồng. Giải ba của chương trình đó là một chiếc iPad 2017 với đầy đủ các tính năng 32GB Wi-Fi 4G trị giá 13 triệu 500 ngàn đồng. Và đồng hành cùng với chúng ta trong chương trình quay số may mắn ngày hôm nay đương nhiên không thể thiếu sự có mặt của những vị khách mời, những người sẽ giúp cho chúng ta tìm ra các vị khách may mắn nhận được những phần thưởng vô cùng giá trị của Aerosmith. Và đầu tiên tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Hà Văn Tiến, đại diện phòng kinh doanh kênh bán hàng truyền thống của Aerosmith Việt Nam. Xin được hân hạnh giới thiệu ông Trần Văn Đoàn, đại diện phòng kinh doanh phụ trách kênh siêu thị của Aerosmith Việt Nam. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Trọng Minh, đại diện phòng chăm sóc khách hàng của Aerosmith Việt Nam. Xin được hân hạnh giới thiệu ông Nguyễn Xuân Hải, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Phúc Tiến, nhà phân phối sản phẩm Aerosmith tại Việt Nam. Và cuối cùng rất hân hạnh được giới thiệu bà Ngô Hải Yến, quản lý của cửa hàng Vanuka, đại lý phân phối và cũng là khách hàng đã tin và sử dụng các sản phẩm của Aerosmith. Và ngay bây giờ thì không để quý vị và các bạn phải chờ lâu hơn nữa, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào phần quan trọng nhất của chương trình, đó chính là phần quay số may mắn. Lượt quay đầu tiên, tôi xin phép được trân trọng kính mời ông Hà Văn Tiến sẽ quay số may mắn để tìm ra chủ nhân đầu tiên nhận được giải thưởng của Aerosmith trong chương trình khuyến mại quà tặng chuẩn Mỹ. Đó là một chiếc máy tính bảng iPad 2017 trị giá 13 triệu 500 ngàn đồng. Xin mời ông. Vâng, xin được chúc mừng khách hàng may mắn đầu tiên của chúng ta đã nhận được giải thưởng là một chiếc iPad 2017. Đó chính là anh Trương tới từ thành phố Hồ Chí Minh với mã số khách hàng của anh đó là ZF BS1703140112. Xin một lần nữa chúc mừng anh và bộ phận chăm sóc khách hàng của Aerosmith sẽ sớm gọi điện và liên lạc để thông báo về anh tin vui này. Và để đi tìm chủ nhân của giải thưởng tiếp theo của chương trình, đó là một chiếc máy lọc không khí trị giá 18 triệu 600 ngàn đồng, thì tôi xin được mời ông Nguyễn Xuân Hải. Ông Hải sẽ là người giúp chúng ta tìm ra chủ nhân của giải thưởng này. Xin mời ông. Vâng, và vòng quay may mắn tiếp theo thì xin được chúc mừng chị Định sẽ là chủ nhân của chiếc máy lọc không khí Aerosmith trị giá 18 triệu 600 ngàn đồng. Chị Định tới từ Tân Sơn Nhì, thành phố Hồ Chí Minh với mã số khách hàng của chị đó là ZFBS1703140030. Xin chúc mừng chị đã trở thành chủ nhân tiếp theo nhận được giải thưởng của chương trình khuyến mại quà tặng chuẩn Mỹ. Xin một tràng pháo tay dành cho chị ạ. Và bây giờ thì không để quý vị phải chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta sẽ bước vào vòng quay may mắn cuối cùng để tìm ra khách hàng nhận được phần thưởng giá trị nhất của buổi quay số may mắn ngày hôm nay. Đó là một chiếc iPhone năm 2017, iPhone 7 Plus màu đỏ trị giá 25 triệu đồng. Và người sẽ giúp chúng ta tìm ra khách hàng may mắn này, đó là bà Ngô Hải Yến. Và trước khi bà tiến hành bấm để tìm ra khách hàng may mắn ngày hôm nay thì xin mời bà bước lên sân khấu cùng chúng tôi một lát. Vì chúng tôi rất là muốn bà có thể chia sẻ và những cái cảm xúc của mình khi mà lần đầu tiên tham gia với buổi quay số may mắn của Aerosmith ngày hôm nay. Xin mời bà. Hôm nay tôi đến đây thì tôi cũng rất là vui và thật ra thì cũng rất là hồi hộp và cũng mong là sẽ mang đến cái món quà giá trị lớn nhất đến khách hàng sử dụng Aerosmith. Vâng, xin cảm ơn bà và bây giờ sẽ là cơ hội để bà có thể
gửi tặng cái phần quà cũng như là tìm ra khách hàng may mắn nhận được phần quà tham gia với buổi quay số may mắn của chúng ta ngày hôm nay. Xin mời bạn. Vâng, xin được chúc mừng khách hàng là chị Hiền tới từ Hoàng Hoa Thám, Yên Bái, đã là người nhận được giải thưởng giá trị nhất của buổi quay số may mắn ngày hôm nay. Đó là một chiếc iPhone 7 Plus màu đỏ trị giá 25 triệu đồng. Chị Hiền tới từ Yên Bái và mã số khách hàng của chị là ZFBR1704100510. Và hy vọng rằng là chị sẽ tiếp tục tin dùng và sử dụng các sản phẩm của Eosmith trong tương lai. Và chúng tôi mong muốn là có thể tiếp tục gửi những phần quà như là chiếc iPhone 7 Plus màu đỏ này chẳng hạn tới với chị Hiền cũng như là rất là nhiều khách hàng khác đã tin tưởng và sử dụng các sản phẩm của Eosmith. Và hãy chắc chắn rằng là khi các bạn mua sản phẩm thì hãy đăng ký với số điện thoại hotline của chúng tôi để có thể tham gia chương trình và nhận được những phần quà may mắn trong các vòng quay tiếp theo. Vậy là chỉ trong một ít phút ngắn ngủi thì chúng ta đã cùng nhau tìm ra 3 vị khách hàng may mắn nhận được những phần thưởng vô cùng giá trị của Eosmith ngày hôm nay. Và bây giờ thì để đảm bảo rằng là những phần quà này đã thuộc về các bạn thì chúng ta sẽ tiến hành một công việc, đó là xác nhận. Xin mời thư ký. Trong quá trình mà thư ký xác nhận thì tôi xin phép được một lần nữa được thông báo lại danh sách của 3 vị khách hàng may mắn đã nhận được những phần quà của chương trình khuyến mại quà tặng chuẩn Mỹ ngày hôm nay. Đầu tiên đó chính là chị Hiền tới từ Yên Bái. Và chị là người may mắn nhất của ngày hôm nay và đã nhận được giải nhất của chương trình, đó là một chiếc iPhone 7 Plus màu đỏ trị giá 25 triệu đồng. Và giải nhì của chương trình đó là chiếc máy lọc không khí Eosmith trị giá 18 triệu 600 ngàn đồng đã thuộc về chị Định tới từ thành phố Hồ Chí Minh. Giải ba của chương trình cũng là một phần quà vô cùng giá trị là một chiếc iPad đã thuộc về anh Trương tới từ thành phố Hồ Chí Minh. Và có vẻ như là ngày hôm nay thì rất là nhiều các khách hàng tới từ thành phố Hồ Chí Minh đã được tận hưởng niềm vui tới từ chương trình khuyến mại quà tặng chuẩn Mỹ. Và hy vọng rằng là quý vị sẽ tiếp tục tin dùng và sử dụng các sản phẩm của Eosmith và nhận được những cái phần quà cũng như là những cái phần quà vô cùng giá trị khác bên cạnh sản phẩm như là vòng quay số may mắn chẳng hạn sẽ được chúng tôi tiếp tục tổ chức trong những tuần tiếp theo. Bộ phận chăm sóc khách hàng của Eosmith sẽ nhanh chóng liên hệ với các vị khách hàng may mắn để có thể thông báo tin vui là với những cái giải thưởng vô cùng giá trị mà chúng tôi sẽ trao cho quý vị trong thời gian tới. Và để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình, quý vị hãy nhanh tay truy cập vào website eosmith.com.vn hoặc gọi điện tới hotline 1800 1228 để tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị và mong được tiếp tục sẽ mang tới những cái phần thưởng vô cùng giá trị trong chương trình quay số may mắn lần thứ 6 được chúng tôi tổ chức vào ngày 4 tháng 8 năm 2017. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.